Nguyễn Văn Tuấn, 64 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, đội cảnh sát hình sự công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sau thời gian mật phục theo dấu, đội cảnh sát hình sự công an quận 5 cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 9, Nguyễn Văn Tuấn đến bệnh viện Chợ Rẫy quận 5 tìm người dân đi khám bệnh để tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đến trước phòng khám số 2, khu B, lầu 1, Tuấn thấy một phụ nữ 49 tuổi quê ở tỉnh Quảng Ngãi đeo ba lô phía sau lưng, liền áp sát, mở khóa ba lô, rồi nhanh tay móc trộm chiếc ví. Ngay lúc Tuấn định chạy thoát, thì các trinh sát thuộc công an quận 5 áp sát, bắt người quả tang. Thu giữ tang vật là một chiếc ví đựng 6 triệu đồng. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhận tài sản từ công an trao, nạn nhân vô cùng vui mừng. Tôi cũng cảm ơn tất cả công an thành phố rất là giỏi để điều tra được cái trộm cái cướp. Thì tôi cũng khuyên bà con cảnh giác bớt để mong bà con cẩn thận, không có để xảy ra bị như vậy nữa. Theo chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận 5, sau chuyên án triệt phá băng nhóm tội trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn hồi tháng 6 năm 2022, thì hoạt động của các băng nhóm không còn. Tuy nhiên, các nghi phạm hoạt động riêng lẻ vẫn còn tồn tại, đơn vị đã tăng cường xử lý nghiêm.